trốn thoát thất bại khỏi Mariupol, chỉ huy lữ đoàn 36 cùng nhiều ca lớn đã giúp phơi bày bản chất cuộc chiến. Thưa các bạn, cuộc xung đột tại Ukraine là biểu hiện của chủ nghĩa khiêu khí khích khi phía NATO đang lợi dụng triệt để Ukraine làm chiến trường ủy nhiệm của mình. Để tránh cảnh đêm dài lắm mộng, Nga quyết tâm tấn công mạnh vào Arostan với mục tiêu là kiểm soát hoàn toàn thành phố cả Mariupol. Nhiều nhân vật quan trọng bị bắt khi cố gắng chạy trốn. Đầu tiên là viên tướng Canada Trevor Cadier, và mới đây nhất là chỉ huy lữ đoàn 36 quân đội Ukraine, Volodymyr Branyu đã xa lưới. Tổng thống Zelensky miệt mài hăng say đối đầu với Nga trên mọi mặt trận mà không hề hay biết rằng đất nước mình đang đóng vai trò một con thiêu thân đúng nghĩa cho Mỹ và NATO thỏa sức oanh tạc. Những người bảo vệ Mariupol kể về cách các chỉ huy lữ đoàn 36 của Ukraine chạy trốn và bị Nga bắt giữ. Ilya Smolenko, sĩ quan tình báo cho biết chỉ huy lữ đoàn 36 của Thủy quân lục chiến Ukraine, Vladimir Brennil, đã quyết định chạy trốn khỏi thành phố Mariupol bị bao vây, mang theo xe tăng và đạn dược. Osamolenko nói trong các cuộc họp báo trực tuyến từ bên trong Arrostan rằng, người ta có thể chạy trốn như một kẻ hèn nhát, chỉ nghĩ đến mạng sống của mình mà không nghĩ đến nghĩa vụ của bản thân lời thề mà người ta đã tự nguyện lấy. Đây chính xác là những gì đã xảy ra với chỉ huy của lữ đoàn 36 thủy quân lục chiến. Anh ta đơn giản là từ chối thực hiện mệnh lệnh. Osamolenko nói thêm rằng, chỉ huy Volodymyr Brandnew cố gắng chạy trốn khỏi thành phố cùng với một nhóm nhỏ xe tăng xe bọc thép chiến đấu và đạn dược. Tình cảnh ở đây, từ Mariupol không thể đột phá, nhưng nếu bạn chỉ nghĩ đến cuộc sống của chính mình, bạn sẽ nắm lấy mọi cơ hội để kéo dài cuộc sống này. Thật là xấu hổ khi Volodymyr Blanil đã không làm như vậy, ông Samolenko nói. Ông Samolenko cũng lưu ý rằng trung đoàn Anop hiện đã cách các vị trí ban đầu hơn 100 km. Denis Prokopenko, chỉ huy trung đoàn Anop, cũng nói về điều này trong một cuộc phỏng vấn với Ukrainska Prada. Prokopenko cho biết rằng sau đó bất ngờ thay Vladimir Branil, chỉ huy của lữ đoàn 36 quyết định không báo trước cho bất kỳ ai, đơn giản là một đột phá theo một hướng không xác định và do đó mất đi nhiều người. Ngoài ra, nhiều người đã phó mặc cho số phận của họ và họ đã bị bắt một cách đơn giản. Nếu điều này không xảy ra, chúng tôi đã có thể giữ được phòng thủ lâu dài, nhưng sườn của chúng tôi đã bị lộ và sau khi hoàn thành việc thu dọn nhà máy Unix, Nga đã tấn công chúng tôi từ bên sườn và phía sau. Trong khi đó, truyền thông Nga Rosmi đã cho thấy là chỉ huy Branil đã bị phía Nga bắt giữ. Không thể chối cãi về bản chất chiến tranh ủy nhiệm của xung đột Ukraine. Trước khi quân đội Nga tóm gọn Volodymyr Brazil, dư luận cũng đã ồn ào xoay quanh cái tên Chevo Cario, trung tướng quân lực Canada, đã bị bắt khi đang cố gắng trốn chạy khỏi nhà máy Arastan. Sau quá trình điều tra, phía Ukraine kết luận rằng Cario phụ trách một phòng thí nghiệm virus gây bệnh nặng và có liên quan đến cái chết của 18 người. Nga dẫn giải Chevo Cario về Moscow và sẽ đưa ra tòa. Xe thân phương Tây không phủ nhận việc Kadyrov bị bắt, nhưng cho rằng NATO không liên quan vì ông này đã từ nhiệm vài tháng trước đó. Sau khi từ chức, Kadyrov liền đến Ukraine trong tư cách cá nhân. Chúng ta trước mắt bỏ qua việc vị tướng này có thật sự là chỉ là vị lý tưởng chính nghĩa mà chạy sang Ukraine hay không, hay là có một âm mưu to lớn đằng sau. Tuy nhiên, trước hết phải nhìn nhận đúng bản chất của cuộc chiến này. Cách đây khoảng 10 tuần, nó chỉ là chiến sự giữa hai quốc gia Nga và Ukraine, nhưng giờ đây đã khác chúng ta chỉ nghe thấy những dòng tít với nội dung là Mỹ tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine hay là Nga cáo buộc NATO đang lợi dụng Ukraine để thực hiện chiến tranh ủy nhiệm. Và trên thực tế, chính quyền Tổng thống Zelensky dường như đóng vai trò ngày càng mờ nhạt trong cuộc chiến này. Trong vòng chưa đầy 3 tháng xung đột giữa Nga và Ukraine đang nhanh chóng phát triển thành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm hoàn toàn với sự can dự ngày càng gia tăng của Mỹ và NATO. Các quan chức Mỹ hiện đã định hình vai trò của họ với mục tiêu tham vọng lớn hơn, làm suy yếu Nga và đảm bảo an ninh lâu dài cho Ukraine cùng với việc tăng cường chia sẻ thông tin tình báo, Washington đã chi hàng tỷ đô la viện trợ quân sự cung cấp các loại khí tài, sát thương và phi sát thương cho Ukraine. Hãy quay ngược trở lại quá khứ trong thỏa thuận Minsk giữa bốn bên, Ukraine, Nga, Đức và Pháp. Hồi cuối năm 2015, sau khi nghị định Minsk bị đổ vỡ, đã có một điều khoản mà tất cả chúng ta cần phải lưu tâm đó là Điều khoản thứ 10, tất cả các lực lượng vũ trang nước ngoài rút khỏi Ukraine. Khi đã ký vào điều khoản này, có nghĩa là bốn chính quyền được đại diện bởi bốn nguyên thủ Poroshenko, Putin, Merkel và Holland được công nhận ở Ukraine là cụ thể là Donbass, vùng có giao tranh dữ dội đang hiện diện quân đội nước ngoài, hay nói một cách chính xác hơn là quân đội nước ngoài ở khu vực này từ năm 2014 tới trước ngày 24 tháng 2 năm 2022 không phải là quân đội Nga. Vậy họ là ai? Họ là các cố vấn quân sự của NATO, là các chiến binh được chính NATO tuyển dụng đưa sang Ukraine dưới hình thức là lính đánh thuê, mà đa phần các chiến binh này toàn là quân nhân chuyên nghiệp tinh nhuệ mới đi giải nghệ. Với sự thừa nhận bằng căn bản về sự hiện diện của những quân nhân nước ngoài này ở Donbass, rõ ràng chiến tranh đã diễn ra âm ỉ ở Ukraine 8 năm nay chứ không phải là bây giờ mới bùng phát. Zelensky chơi mạnh tay hơn Poroshenko khi muốn gạch bỏ các nghĩa vụ của Ukraine ở thỏa thuận Minsk này. Và ông ta đã phải trả giá bằng việc là Ukraine hôm nay nhà tan, cửa nát. Đã đến lúc phải gọi tên cuộc chiến này là chiến tranh ủy nhiệm giữa Anh, Mỹ và các thành viên của NATO bị ép buộc phải đối đầu với Nga, còn người Ukraine họ là ai. Thường dân Ukraine là nạn nhân, là con tin của cuộc chiến. Trong khi đó, lực lượng quân đội chính quy và lực lượng bán vũ trang Ukraine chính là những kẻ đánh thuê một nửa của NATO ngay trên đất nước mình, đặc biệt là lực lượng vũ trang Ukraine. Lực lượng này không tuân theo chỉ thị của Bộ Quốc phòng Ukraine nên họ càng gần với đội ngũ đánh thuê cho Anh và Mỹ mà thôi. Đức Giáo Hoàng Francis thì mới tuyên bố rằng NATO sửa trước cửa ngõ của Nga nên mới kích động Putin gây chiến chúng ta càng hiểu rõ bản chất của cuộc chiến ngày hôm nay hơn mỹ và các đồng minh nato càng gửi những khí tài thì lại càng mất khí tài đó là một thực tế khí tài tiếp tế cho ukraine không thể vào từ biển đen nơi nga đã khống chế toàn bộ đường duy nhất thâm nhập là biên giới phía tây ukraine đường bộ nhưng nga đã tấn công đánh sập gần như toàn bộ hạ tầng ở khu này các kho tập trung khí tài gần như là không còn và mỗi đoạn xe vận tải thiết bị hỗ trợ đều gần như bị đánh chặn ngay cả từ khi xâm nhập vào biên giới ukraine Điều đó càng khiến cho NATO rơi vào thú kích thích và họ càng say đòn hơn trong việc trang bị những khí tài cho Ukraine. Một phần họ lo ngại nếu Ukraine thất thủ, hoàn toàn sẽ có không ít bí mật được phơi bày. Nhất là trường hợp các cố vấn quân sự ẩn mình lâu năm ở Ukraine sẽ bị bắt. Phần khác, việc các chính trị gia NATO sau khi đã thành công trong việc xây dựng một hình ảnh Putin độc tài phát xít và một nước Nga xấu xí trong lòng công chúng, quốc gia của mình, đồng thời kêu gọi hình thành một làn sóng chống Nga mạnh mẽ, buộc phải cho thấy là họ hành động đến cùng là vì chính nghĩa. Bởi vậy, phát biểu hôm 28 tháng 4 vừa rồi, Ngoại trưởng Anh Liz Truss đại lý cam kết gửi thêm khí tài hạng nặng như xe tăng, máy bay, tên lửa cho Ukraine, càng khẳng định hơn việc Anh và Mỹ sẽ chơi với Nga tới cùng. Trước tuyên bố này, việc một bộ trưởng khác của Anh là James Happy công khai khuyến khích Ukraine tấn công các cơ sở nội địa của Nga cũng là một chỉ dấu để thấy phương Tây có một sách lược rất bài bản và lớp lang đã quyết làm suy yếu Nga bằng mọi giá. Thực tế, việc anh khuyến khích ukraine tấn công nội địa nga là một sách lược sai lầm nôn nóng hiếu thắng và thiếu chuẩn mực trong cuộc chiến này về công pháp quốc tế thì nga sai ngay từ đầu khi các quân sang nước láng giềng bất chấp họ có biện hộ bằng bằng chứng nào đi nữa nhưng đáp trả một sai lầm bằng một sai lầm tương tự là điều ngu xuẩn nhất đặc biệt là khi phương tây đang dương cao lá cờ chính nghĩa ở phía ukraine khuyến khích một quốc gia xâm phạm một quốc gia khác một cách công khai bởi một chính trị gia có vị trí cao trong nội các gần như là chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử hiện đại và nếu Nga xem đây như là hành vi tuyên chiến của Anh, họ hoàn toàn có thể tấn công chính nước Anh theo cách mà Putin đã tuyên bố ở Moscow hôm 28 tháng 4 là đáp trả bằng các đòn sấm xét chớp nhoáng. Ukraine nói Nga tấn công như vũ bão vào pháo đài Arostan. Tổng thống Putin phải chăng muốn sử dụng triệt để các cuộc không kích bằng máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M3. Hãng tin Reuters cho biết người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzhiany đã thông báo với sự yểm trợ của xe tăng, pháo, quân đội Nga đã tiếp tục thực hiện các đợt tấn công vũ bão vào nhà máy Arostan. Đối phương tiếp tục bao vây, phong tỏa các đơn vị trong nhà máy Arostan và thực hiện các chiến dịch đột kích với yểm trợ của xe tăng và pháo binh. Không loại trừ khả năng Nga sẽ nối lại các cuộc không kích bằng máy bay Tu-22 M3, ông Motujan nói, nhưng không cung cấp thêm chi tiết. Cùng ngày, ông Petro Andriy cố vấn của thị trường Mariupol, cho hay là lực lượng Nga bắt đầu tấn công nhà máy Arostan sau khi một đoàn xe của Liên Hợp Quốc rời khỏi khu vực Donetsk. Cáo buộc đưa ra không lâu sau khi cả Nga và Ukraine thông báo đã hoàn tất sơ tán phụ nữ, người già và trẻ em khỏi nhà máy Arostan sau các chiến dịch sơ tán do Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ dẫn đầu. Ước tính còn hàng trăm quân nhân và dân thường nam giới của Ukraine vẫn trú ẩn bên trong các đường hầm kiên cố của Arostan trong tình cảnh cạn kiệt đạn dược, lương thực, nước uống, nhiều người bị thương không được chăm sóc y tế. Mặc dù vậy, lực lượng này tuyên bố sẽ chiến đấu đến cùng và không bao giờ lựa chọn đầu hàng. Cơ quan biên phòng Ukraine hôm qua cho biết, các binh sĩ ở Arostan vẫn đang tiếp tục kháng cự. Lực lượng phòng thủ Mariupol tiếp tục bảo vệ thành phố anh hùng. Chúng tôi đang ở trong tình cảnh vô cùng khó khăn, nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi biết chúng tôi sẽ không bao giờ bị bỏ quên. Valery Paritel, một quan chức biên phòng khu vực Donetsk đang cố thủ bên trong nhà máy Arostan cho hay. Sau hơn 2 tháng, chiến sự giữa Nga và Ukraine tiếp tục căng thẳng với các điểm nóng những ngày gần đây, có thể kể đến như là đào rắn ở Biển Đen, thành phố cảng Odessa ở miền Nam, thành phố Mariupol và một số chiến tuyến khác ở miền đông Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga mới đây cũng cho biết đã đẩy lùi chiến dịch phản công của Ukraine ở đảo rắn. Moscow cũng tuyên bố gần như đã bao vây Severodonetsk, thành phố xa nhất ở phía đông của Ukraine, còn nằm dưới kiểm soát của Kiev. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho hay, trong ngày 9 tháng 5, các hệ thống phòng không của Nga đã bắn rơi máy bay chiến đấu MiG-29 ở Severodonetsk, đánh chặn tên lửa Toskau của Ukraine ở khu vực Kharkov, phá hủy 6 trực thăng ở Odessa. Trong khi đó, theo nguồn tin phương Tây, quân đội Ukraine đã bắt đầu các chiến dịch phản công quy mô lớn Tờ The Guardian dẫn các phân tích mới nhất của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức nghiên cứu quân sự có trụ sở tại Mỹ, cho biết là các lực lượng Ukraine đang tổ chức những cuộc phản công lớn ở khu vực đông bắc thành phố Kharkov. Các cuộc phản công này buộc Nga phải tạm dừng các chiến dịch quân sự khác ở miền đông Ukraine và điều quân đến để ngăn chặn. Thưa các bạn, ở các vùng xa van mùa khô, nếu bị đám cháy đuổi sau lưng, người ta sẽ nhanh trí chạy thật nhanh theo hướng gió bốc lửa trước mặt mình để có một chỗ tránh lửa khi phần phía trước đã cháy rụi và không có vật liệu cháy ấy người ta gọi là lấy lửa để chống hỏa hoạn. Còn thực chất Mỹ và các đồng minh NATO có chống hỏa hoạn ở Ukraine hay không, thì khi họ đang cố tình đổ thêm dầu và đổ xung quanh không chừa một khoảng trống nào để các bên liên quan không có đường thoát ra khỏi đám cháy lớn. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông báo về các bản tin sớm nhất. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.